Hello, đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Lần đầu tiên Thành Luân xin được gửi lời chào và chúc sức khỏe đến toàn thể quý hàng. Hôm nay cơ sở Thành Luân xin trân trọng gửi đến toàn thể quý hàng hai chiếc giường chữ X mẫu đỉnh cao nhất trong phân khúc bằng chất liệu gỗ hương dát phản và hàng siêu dày siêu VIP. Đấy, theo thông tin cơ sở đồ gỗ Thành Luân có chương trình giảm giá thì một chú khách hàng đến từ Thanh Trì Hà Nội thì đã về trực tiếp cơ sở Thành Luân để mua hai chiếc giường này cùng với một cặp bàn thờ rất chi là VIP. Và sau đây không để quý khách phải chờ đợi lâu, xin mời quý khách cùng đón xem. Hai chiếc giường chữ X này kích thước lọt lòng để đặt đệm là 1m8 x 2m và một cặp bàn thờ triện hàng siêu VIP của đồ gỗ Thành Luân bên em. Đấy, vì sao cơ sở đồ gỗ Thành Luân nói là đây là hàng VIP, hàng đẹp nhất trên thị trường và khẳng định là thị trường không có mẫu giường nào VIP dày dặn và thừa như của cơ sở đồ gỗ Thành Luân bên em. Bởi vì đây, giát này giát phản dày 1,5 phân các bác ạ. Khuôn giát là dày 4 phân và cái phần vách này, vách đục này của bên em là dày 2 phân đậu các bác nhá. Đó, rất chi là đẹp luôn và cái thành giường này cũng đều là đục rất kỹ luôn. Thông tin chi tiết là bác nào quan tâm ý, hay về trực tiếp cơ sở Thành Luân bên em để so sánh. Và ngoài ra thì bên cơ sở Thành Luân còn có rất nhiều các mẫu giường tương tự ấy, hàng mỏng hơn để các bác so sánh. Các bác chỉ cần gõ cái cạch cái là biết ngay. Đấy, như điển hình như chú lên này, chú đã về trực tiếp cơ sở Thành Luân để chú mục sở thị, chú mắt thấy tay sờ, chú ạ, chú đã kiểm tra rất kỹ luôn cái bộ sản phẩm này sau khi chú đi vào quyết định. Và bên cạnh đó là một cặp bàn thờ triện sen, mẫu triện sen bằng gỗ gụ, mẫu tử này, một bàn mẹ, một bàn to. Bàn mẹ là kích thước 1m97, rộng 97, cao 1m27, chân 14 và ván mặt là dày 2 phân đậu. Ván mặt dày 2 phân đậu ấy, cái dạ này dày 4 phân các bác ạ. Ván mặt dày 2 phân đậu và liền tấm các bác nhá. Đấy, thông tin chi tiết về cái sản phẩm này, bác nào mà quan tâm thì hãy về trực tiếp với cơ sở của đồ gỗ Thành Luân với em để được tham quan một sở thị các siêu phẩm trên nhá. Đấy, quay trở lại với hai chiếc giường chữ X hàng đỉnh cao nhất trong phân khúc đẹp nhất thị trường thì các bác có thể thấy được ngay đây. Nó đẹp ở cái điểm nào các bác có thể thấy được độ dày dặn và kỹ thuật làm nó khác biệt hoàn toàn so với các hàng ở trên thị trường đó các bác. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp cơ sở đồ gỗ Thành Luân với em theo hai số điện thoại 0967110389 hoặc 0972770888. Vâng, thay mặt cơ sở đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi. Và hiện tại cơ sở đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đang có chương trình giảm giá kịch sàn tất cả các sản phẩm. Các bác về với cơ sở của Thành Luân bên em thì mua được rất nhiều các sản phẩm đang giảm giá rất sâu. Vâng, Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.